chào khán giả của chương trình giải trí 24 giờ. Tôi tên là Nguyễn Bình Nguyên, nickname là Dodo và là trưởng nhóm nhảy X-Cloud. Tính đến thời điểm này thì Dodo đã hoạt động nhảy chuyên nghiệp được khoảng hơn 11 năm. Không phải ai trong cuộc sống cũng có thể là tìm được cái đam mê của mình. Nên khi mà Dodo tìm đến được cái đam mê của mình, đó là hip hop, thì cảm giác là đây là một cái sự nghiệp mà mình phải theo đuổi từ đây cho đến có thể là đến khi nào mà không thể theo đuổi được nữa. Đối với một dancer hay là một người chơi hip hop á, thì thật sự là để kiếm được tiền từ hip hop là nó là một điều cực kỳ khó khăn. Thì đa số mọi người cũng vì cái đó mà nhiều người cũng đã nghỉ hip hop để chuyển sang đi làm kinh tế. Ngoài ra còn có một khó khăn khác đối với những anh em mà theo đuổi hip hop, đó là rào cản về xã hội. Vì thật ra ở xã hội Việt Nam mình, đặc biệt là những thế hệ trước, thì hầu như mọi người không có cái nhìn thiện cảm lắm về nhảy và đặc biệt là về hip hop. Cộng đồng hip hop của Việt Nam phát triển là chậm hơn so với nhiều nước trên thế giới và không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những môi trường phát triển mạnh như ở châu Âu hay là ở Mỹ. Từ bước đi nước ngoài tham gia thi đấu thì Dodo cùng với nhóm xây dựng những project để hướng đến cộng đồng, cùng giúp xây dựng cộng đồng phát triển hơn, mang những người dancer giỏi hay là những giám khảo giỏi về đây để tổ chức những sự kiện giúp cho cộng đồng phát triển và hoạt động những chương trình từ thiện. Khi mà mình tham gia những cái giải của nước bạn tổ chức, khi mà mình trở về Việt Nam thì mình lại rất là mong muốn ở Việt Nam mình cũng có những giải mang tầm cỡ như vậy để cho những dancer ở đây mình có cơ hội được học hỏi, giao lưu, nhưng mà không phải đi quá xa, vì cái điều kiện kinh tế của Việt Nam mình đối với tất hầu hết mọi người thì không phải là ai cũng có thể đi được. Đó là lý do mà mình đã tổ chức ra giải Rock Việt. Các dancer của mình ở đây khi mà được tham gia vào những giải như vậy thì rất là hào hứng và rất là muốn có thêm nhiều những cái giải đấu như vậy nữa để mọi người có dịp cọ sát mạnh hơn, xong từ từ đó thì họ có cơ hội để có thể là vươn ra thế giới. Với các bạn trẻ hiện nay đang có đam mê về hip hop thì Dodo mong là mọi người hãy xác định thật kỹ về đam mê của mình. Dodo mong muốn là có thể dùng tất cả khả năng của mình để mình có thể là mang cái hip hop đến với mọi nhà, đến với từng cái ngôi trường ở đây hay là trong xã hội mình, bất kỳ cái ngành nghề nào, bất kỳ già trẻ lớn bé đều biết đến hip hop và đều có thể là tập hip hop một cách dễ dàng và chấp nhận hip hop như là một môn nghệ thuật, một môn thể thao tích cực và có ích cho cuộc sống.